Mr. BTS xin kính chào quý vị và các bạn. Nhân kỷ niệm ngày 8 tháng 3, trong chương trình hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị các bạn chân dung của những người mẹ vĩ đại nhất trong lịch sử của Việt Nam. Người thứ nhất mà chúng ta cần phải kể đến chính là mẹ của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Bà tên là Nhữ Thị Thục, người huyện Tiên Minh, xứ Hải Dương, nay là huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, là con gái của quan thượng thư bộ hộ Nhữ Văn Lan. Nổi tiếng là nữ lưu phong vận tài hoa bậc nhất chốn kinh kỳ thời bấy giờ, bà không chỉ hay chữ và có tài thơ văn mà còn có tiếng xem tiếng giỏi. Cũng vì khó ai lọt mắt xanh nên bà Nhữ Thị Thục đã lấy chồng muộn. Điều khiến ai nấy đều kỳ lạ là bà chọn kết duyên với ông Nguyễn Văn Định, một thầy đồ ít tiếng tăm, xuất thân bình thường. Tương truyền bà chọn ông vì cho rằng người này có tướng sinh quý tử, thậm chí còn tính toán chọn ngày giờ hợp cần để sinh ra Nguyễn Bình Khiêm. Đặt kỳ vọng lớn vào con trai, bà dồn tâm sức dạy dỗ rất kỳ công. Từ những bài hát ru, những câu dân ca và những câu thơ do mình sáng tác đến các sách kinh điển. Đến khi thấy kiến thức của mình không còn đủ nữa, bà đã gửi Nguyễn Bình Khiêm cho những nhà nho nổi danh dạy dỗ. Nói về kỳ vọng của bà Thục đối với con trai, trong dân gian có kể, một hôm bà đi vắng, ông Định ở nhà với con tình cờ hát Nguyệt treo cung, Nguyệt treo cung. Nguyễn Bình Khiêm đối lại vịn tay tiên nhẹ nhẹ run. Khi vợ về, ông Định đắc ý kể lại, không ngờ bà thở dài. Nuôi con mong làm vua làm chúa, cớ sao lại mong làm bầy tôi? Bởi vì trong câu Nguyệt là chỉ là bầy tôi. Có lần bà dạy Nguyễn Bình Khiêm câu hát bống bống bang bang, ngày sau con lớn con tựa ngai vàng. Ông Định sợ triều đình bắt tội nên đã sửa thành vịn ngai vàng. Sau nhiều mâu thuẫn như vậy, bà Thục đã bỏ nhà đi, nên Nguyễn Bình Khiêm lớn lên chỉ được ở gần bố. Tuy vậy, từ nền tảng do người mẹ hun đúc, ông trở thành một tài năng lớn, đến vua chúa cũng phải kính nể. Tại hội thảo vai trò của người mẹ và dòng họ ngoại với danh nhân Nguyễn Bình Khiêm, cố giáo sư sử học Trần Quốc Vượng từng nhận xét, bà Nhữ Thị Thục là một trong ba người phụ nữ nổi tiếng, tài trí hơn người của Việt Nam thế kỷ 16, bên cạnh nữ trạng nguyên Linh Phi Nguyễn Thị Duệ và quận công Nhữ Thị Thuận. Và người mẹ thứ hai trong lịch sử Việt Nam chúng ta cần nhắc đến hôm nay chính là Thái hậu Từ Dụ. Bà tên thật là Phạm Thị Hằng, sinh năm 1810, mất năm 1902. Bà là trưởng nữ của quan lễ bộ thượng thư Phạm Đăng Hưng. Từ nhỏ đã nổi tiếng hiếu đễ. Năm 14 tuổi, bà được tuyển làm thiếp cho hoàng tử Miên Tông, sau là vua Thiệu Trị. Khi chồng lên ngôi, bà chỉ là cung tần, nhưng nhờ thông minh và đức hạnh nổi bật, vua Thiệu Trị ngày càng yêu mến, tin cẩn và nâng bà lên hàng nhị giai phi, rồi phong nhất giai quý phi, đứng đầu các phi hàng nhất giai. Khi vua ngự ở Khâm Văn Điện thì nghe chính sự cùng các cơ mật đại thần, quý phi được lệnh ở sau rèm cùng nghe. Sau đó khi vua hỏi, bà thuật lại không sai một chữ và có thể đưa ra lời khuyên giải. Ở ngôi cao, bà vẫn luôn thể hiện lòng nhân từ với mọi người trong cung, chăm nom yêu mến tất cả các hoàng nam, hoàng nữ dù không do mình sinh hạ. Khi lên ngôi, vua Tự Đức, con trai của bà muốn tấn tôn mẹ là Thái hậu, nhưng hết lần này đến lần khác bà đều từ chối và hai năm sau mới chấp nhận. Thái hậu Từ Dụ thường nhắc nhở Tự Đức về đạo làm vua, phải dùng những ông quan thanh liêm có lòng nhân nghĩa để lương dân bớt khổ. Và dù con là bậc chí tôn, bà vẫn dạy dỗ rất nghiêm khắc. Có lần Tị Đức đi săn, gặp phải nước lụt không kịp về cung trong khi chỉ hai ngày nữa là giỗ Thiệu Trị. Nửa đêm về đến nơi, vua vội đi thẳng sang cung của mẹ, lại xin chịu tội. Đức Từ Dụ ngồi xoay mặt vào màn, im lặng. Vua bèn lấy cây roi mây, dâng lên rồi nằm xuống xin chịu đòn. Bà mới quay ra bảo, thôi, tha cho, đi chơi để cho quan quân cực khổ thì phải ban thưởng cho người ta, rồi sớm mai đi hầu kỵ. Đêm đó vua đã phải thức rất khuya để thực hiện những điều mẹ dạy. Bà cũng nhắc vua Tự Đức về sở thích đi săn, vật cũng như người, bắn chết con trống thời con mái thương nhớ, bắn con thời con mẹ thảm buồn, đứa thời bắn mà làm chi, muốn tập bắn thời bắn súng điều thương cho quen, bắn bia hay hơn. Từ Dụ Thái hậu nổi tiếng về lối sống tiết kiệm. Có lần Từ Đức thấy cái túi đựng kính của mẹ cũ quá, nhiều chỗ rất chỉ, bèn xin đổi cái khác. Thái hậu nói, nếu đổi cái đáy mới thì lâu rồi nó cũng sẽ cũ như rứa, chi bằng cứ để nó mà dùng có tiện hơn không. Hàng ngày thì cung nhân dâng đèn sáp để thắp nhật sáng, bà cho cất bớt đi, lâu ngày dồn được nhiều lại đem vào kho của triều đình.
Tiết kiệm như vậy một phần là vì Thái hậu rất thương dân. Việc bà luôn từ chối làm lễ mừng thọ cho mình cũng là vì không muốn làm khổ dân. Bởi vậy, vua Tự Đức rất tôn kính mẹ. Những lời mẹ dạy đều được ông ghi vào sách Từ Huấn Lục. Và người mẹ vĩ đại thứ ba trong lịch sử chính là bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác Hồ. Bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868, mất năm 1901. Bà là con gái của cụ tứ Hoàng Xuân Đường ở Nam Đàn, Nghệ An. Lớn lên trong gia đình chữ nghĩa, tại vùng quê giàu truyền thống văn hóa, bà có sự am hiểu sâu sắc đối với loại hình hát phường vải và là thiếu nữ hát phường vải có tiếng trong vùng. Tuy gia cảnh khấm khá, dung nhan xinh đẹp, bà vẫn chăm chỉ việc đồng áng và là thợ dệt rất giỏi. Năm 15 tuổi, vượt qua định kiến, bà đã kết hôn với ông Nguyễn Sinh Sắc, chàng trai làng Sen mồ côi cả cha lẫn mẹ, được cụ Hoàng Xuân Đường nhận nuôi. Ông Sắc tư chất thông minh, chịu thương chịu khó, được cụ Đường dạy dỗ từ bé để theo đòi khoa sự. Sau khi kết hôn thì bà Loan tảo tần canh cửi, chăm chồng đẻ sách, chăm sóc ba đứa con thơ lần lượt ra đời. Khi ông Sắc đi Huế ôn thi, do túng thiếu nên nhờ vợ lên kinh giúp đỡ, bà Hoàng Thị Loan đã để con gái đầu lòng mới 11 tuổi ở lại đỡ đần cho ông bà ngoại, còn mình đưa hai con trai là Nguyễn Sinh Khiêm 7 tuổi và Nguyễn Sinh Cung 5 tuổi, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào Huế. Ở đây bà nuôi sống gia đình bằng nghề dệt vải. Công việc vất vả, sức khỏe lại yếu dần sau lần sinh người con thứ tư năm 1900. Bà Loan sinh bệnh rồi qua đời ở tuổi 33 vào tháng 2 năm 1901, chỉ một ngày trước lễ ông Táo chầu trời, trong khi chồng và con trai cả đang ở Thanh Hóa. Đám tang ngày giáp Tết chỉ có cậu con trai thứ Nguyễn Sinh Cung mới 11 tuổi. Hơn 11 năm sau, hài cốt của bà được con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thanh đưa về an táng tại vườn nhà và đến năm 1942 được trưởng nam Nguyễn Sinh Khiêm cải táng ở núi Đại Huệ. Khu mộ của bà ở đây được xây lại khang trang, đẹp đẽ từ năm 1984. Tuy cuộc đời ngắn ngủi, bà Hoàng Thị Loan có ảnh hưởng lớn đến các con mình, không chỉ ở sự tần tảo hy sinh. Với tâm lòng nhân hậu, thương người, bà dạy con những bài học về đạo lý làm người, lòng nhân ái từ những ngày thơ ấu, truyền cho con tình yêu với văn hóa dân gian, với quê hương đất nước. Vì thế, từ người con út sớm qua đời chỉ sau mẹ ít lâu, cả ba người con lớn của bà đều dành trọn cả cuộc đời cho đồng bào, cho đất nước. Và người mẹ thứ tư trong chương trình hôm nay chúng ta muốn nhớ đến chính là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tứ. Không sinh ra vĩ nhân, nhưng nhân dân Việt Nam vẫn nghiêng mình trước bà Nguyễn Thị Tứ, sinh năm 1004, mất năm 2010, sống ở Điện Bàn, Quảng Nam. Người đã truyền tình yêu nước cho các con để cống hiến hết mình cho sự nghiệp chống ngoại xâm. Hiếm có người mẹ nào lại chịu nhiều đau khổ như người mẹ Thứ. Khi 9 người con mang nặng đẻ đau lần lượt hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhưng dù nhận giấy báo tử của con, bà vẫn không ngăn cản những đứa con khác lên đường. Trong lúc chờ đợi, bà Thứ đào 5 hầm bí mật trong vườn nhà cùng con gái đầu là Lê Thị Trị, cũng là bà mẹ Việt Nam anh hùng, có chồng và hai con gái là liệt sĩ. Nuôi giấu nhiều cán bộ, bộ đội, du kích quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Để ngụy trang, bà thả hàng chục con bò ăn cỏ ngay trong vườn. Những lúc không có ai lai vãng thì hé cửa hầm cho người ở phía dưới dễ thở. Khi có động thì giả vờ trông coi lũ bò để chỉnh lại. Bà Nguyễn Thị Thứ được trao tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 1994. Khi đến thăm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cầm tay bà và nói: "Mẹ đã tiếp thêm nghị lực cho chúng con vững bước. Mẹ là mẹ Việt Nam." Năm 2009, tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng trên đỉnh núi Cấm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lấy nguyên mẫu từ hình tượng của bà. Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn hiện cũng có con đường tên là mẹ Thứ. Và người thứ năm trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến đó là mẹ anh hùng Nguyễn Thị Suất. Mẹ Nguyễn Thị Suất sinh năm 1906, mất năm 1968. Được gọi với tên thân mật là mẹ Suất, là một nữ anh hùng lao động trong chiến tranh Việt Nam. Người đã lái đò chở bộ đội, thương binh, đạn dược qua con sông Nhật Lệ trong những năm 1964-1967. Mẹ sinh năm 1906 tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình ngư dân nghèo. Thuở nhỏ đã phải đi ở suốt 18 năm. Sau cách mạng tháng 8, mẹ mới lấy chồng làm nghề chèo đò kiếm sống. Năm 1964, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ bắt đầu đem quân đánh phá miền Bắc. Miền đất Quảng Bình là một trong những trọng điểm đánh phá của máy bay và hải quân Mỹ.
với mục đích nhằm ngăn chặn việc chi viện của miền Bắc cho lực lượng cách mạng miền Nam. Lúc đó mẹ đã 60 tuổi nhưng vẫn xung phong nhận công việc chèo đò chở cán bộ, thương binh và vũ khí qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ. Kể từ đó, trong suốt những năm 1964-1966, mẹ vẫn giữ vững nhiệm vụ của mình, đã chèo hàng trăm lượt ngay cả những lúc máy bay Mỹ ném bom oanh tạc ác liệt. Mẹ được những người cán bộ và bà con gọi với tên gọi thân thuộc là mẹ suốt. Tổng cộng ước tính mỗi năm mẹ suốt qua lại đến 1.400 chuyến. Trong Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1966 tổ chức ở miền Bắc, mẹ suốt được mời tham dự. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, mẹ được phong tặng danh hiệu Anh hùng ngành giao thông vận tải trong chống Mỹ cứu nước. Cuối năm 1968, khi chiến tranh trở nên ác liệt, mẹ ngừng công việc chèo đò, di chuyển lên vùng cao hơn. Ngày 11 tháng 10 năm 1968, trong một lần đi ở bến đò Bảo Ninh, mẹ Nguyễn Thị Suất đã hy sinh trong một trận bom bi oanh tạc Mỹ. Mẹ Suất đã góp phần xứng đáng của mình trong chiến công chung của toàn dân Quảng Bình. Hình ảnh mẹ sống mãi trong lòng nhân dân Quảng Bình và nhân dân cả nước. Mẹ là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam anh hùng. Chiến công của mẹ gắn liền với bến đò ngang thuộc địa phận thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh qua Hải Đình, Đồng Hới. Cái tên bến đò mẹ Suất rất đối thân thương, gần gũi, rất đối tự hào. Ngày nay tượng đài của mẹ Suất đã được dựng lên trong công viên Tả Ngạn bờ sông Nhật Lệ, phường Hải Đình, Đồng Hới. Và còn rất nhiều người phụ nữ, những người mẹ vĩ đại của Việt Nam, hàng nghìn người mẹ đã có những đức hy sinh vì dân, vì nước. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi không kể hết được. Có thể chúng tôi sẽ dần dần để mang lại chân dung của những người mẹ vĩ đại của Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cứu nước, để chúng ta cùng được tìm hiểu và được để tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.